Sáng ngày 16 tháng 11, mưa ngớt hạt, lũ trên các sông Thừa Thiên Huế rút xuống dưới báo động 3, nhưng nhiều vùng thấp trũng tại thành phố Huế và các huyện thị vùng ven vẫn bị ngập sâu, người dân phải dùng thuyền đi lại. Trung tá Lại Thế Linh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Huế cho biết, khuya ngày 15 tháng 11, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ giúp đưa ông Lê Văn Mâu, trú xã Phú Dương, thành phố Huế đi cấp cứu kịp thời. Trong đêm 15 và sáng 16 tháng 11, lực lượng quân đội và công an cũng đã đưa nhiều sản phụ, người già, trẻ em, người mắc bệnh hiểm nghèo đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa, đồng thời giúp bà con nhanh chóng di dời người, tài sản đến nơi an toàn, phối hợp hỗ trợ chỗ ở tạm thời, lương thực thực phẩm cho người dân đi sơ tán và những hộ gặp khó khăn.